kính chào quý khán giả của Nghị Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Các thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Báo cáo cho thấy tòa condo ở Florida bị hư hại cấu trúc trước khi bị sập. Sứ quán của Trung Quốc tố Hà Nội không tuân thủ thỏa thuận về lô vaccine viện trợ. Và người nghèo ở Sài Gòn à, được hứa nhận 38.4 triệu Mỹ Kim nhưng không rõ thời điểm. Cộng sản Việt Nam đang chọn ngân hàng lãi cao để gửi tiền từ quỹ vaccine Và báo ở Việt Nam đưa tin nhỏ giọt về Nguyễn Duy Linh nhưng quyết giấu hình. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay là phần tin về Hoa Kỳ tòa condo nằm sát biển gần thành phố Miami, vừa bị sập mới đây có hư hại cấu trúc lớn lao liên quan đến nền bê tông ngay phía dưới sàn quanh hồ bơi và cần phải có sửa chữa lớn lao, theo một bản báo cáo về tình trạng tòa nhà vào năm 2018. Bản báo cáo này trong số những tài liệu được thành phố là Subside công bố giữa khi các nhân viên cứu nạn tiếp tục đào bới đống đổ nát vào hôm thứ Bảy ngày 26 tháng 6 đã tìm khoảng 159 người bị coi là mất tích có ít nhất là 4 người được xác nhận là đã thiệt mạng. Tuy rằng là bản báo cáo của công ty tư nhân là Morapito Consultants không báo động là có nguy cơ đổ sập và cũng chưa thể xác nhận là những hư hại mà công ty này tìm thấy có gây ra vụ sập hay không. Và báo cáo cho thấy nhu cầu sửa chữa lớn lao và tốn nhiều tiền cho các vấn đề liên quan đến cấu trúc của tòa nhà. Bản báo cáo cũng cho rằng là do lỗi lầm xây cất, sàn quanh hồ bơi đã không thoát được nước, ngấm xuống làm hư nền bê tông cốt thép bên dưới. Theo bản báo cáo khi đó, thì nếu không sửa sớm, thì tình trạng hư hỏng trên sẽ trở nên trầm trọng và rộng lớn hơn. Và bản báo cáo cũng cho biết là có nhiều vết nước rạn tại một các cột chống và tường ở tòa nhà ở chỗ đầu xe với một số các cột chống bị trơ ra lộ cả những cái cốt thép. Và theo bản báo cáo thì các sửa chữa trước đó ở quanh khắp tòa nhà như là bơm keo epoxy vào nơi bị nứt đã được thực hiện thiếu chuyên nghiệp và không có hiệu quả. Và thân nhân của những người sống sót trong cái tòa condo này, nay chỉ còn hy vọng là các toán cứu nạn sớm tìm thấy các thân nhân của mình. Quay sang một tin khác, thì Sứ quán Trung Quốc tối Hà Nội là không tuân thủ thỏa thuận về lô vaccine ngừa Covid-19 viện trợ. Bản tin của hãng Bloomberg vào hôm 25 tháng 6 đã tiết lộ chuyện Hà Nội hứa hẹn vaccine sớm cho các công nhân của Trung Quốc đang sống tại Việt Nam sau khi bị sứ quán của Trung Quốc khiếu nại. Vụ việc liên quan đến lô 500.000 liều vaccine là Sinopharm do Bắc Kinh viện trợ đã về đến Hà Nội từ năm ngày nay nhưng chưa rõ là được sử dụng hay chưa và theo Bloomberg thì Trung Quốc phàn nàn Việt Nam không tuân thủ thỏa thuận trước đó, điều này khiến cho sứ quán của Trung Quốc phải lên tiếng yêu cầu Hà Nội là uh, chích vaccine lấy từ lô hàng được viện trợ cho các công nhân của Trung Quốc ở Việt Nam càng sớm càng tốt. Hãng tin tài chính của Hoa Kỳ cũng dẫn lời một quan chức ẩn danh của Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng là theo sự nhất trí song phương thì chính phủ của Việt Nam đã hứa nhiều lần rằng là vaccine do Trung Quốc viện trợ sẽ được ưu tiên do công dân của Trung Quốc và những người Việt có nhu cầu sang Trung Quốc làm việc và những người sống khu vực biên giới. Bloomberg cũng cho biết thêm rằng là Bộ Ngoại giao Việt Nam không bình luận về khiếu nại của sứ quán Trung Quốc và vụ việc nhận vaccine viện trợ có điều kiện của Bắc Kinh khiến mạng xã hội bàn tán rôm rã và nhiều ý kiến so sánh vụ này với việc Nhật Bản vừa viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine mà không kèm theo điều kiện gì. Quay sang phần tin khác cũng tại Việt Nam, thì người nghèo ở Sài Gòn được hứa nhận 38.4 triệu Mỹ Kim nhưng không rõ thời điểm nhận. Hôm 26 tháng 6, tin cho hay là Sài Gòn dự chi là 886 tỷ đồng, tức là khoảng 38.4 triệu Mỹ Kim từ tiền thuế của dân để hỗ trợ giúp cho những người bán vé số, những người bán hàng rong, người bị mất việc làm do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid-19. Theo báo Thanh niên thì dự kiến một số người nhận được tiền trợ giúp lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn, trong đó đa số là lao động tự do. Và những người muốn được nhận tiền trợ giúp trong đợt này phải thuộc dạng là bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn thuận. À, cận nghèo thành phố trong thời gian giãn cách xã hội và cũng như là cư trú hợp pháp tại địa phương. Ngoài ra, theo các báo ở Việt Nam, thì danh sách được nhận tiền trợ giúp còn bao gồm tiểu thương tại chợ truyền thống, các sạp hàng, các cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ có mã số thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với đơn vị cai quản trợ chợ và nghĩa vụ trúng thuế của nhà nước. Và các quý vị, tuy vậy thì bản tin cũng cho hay rằng là khoản trợ giúp 886 tỷ đồng không hề đề cập cách thức cũng như là thời điểm nhận tiền. Và chi tiết này khiến cho công luận cho rằng là nhóm người yếu thế ở Sài Gòn lại sắp có thêm bánh vẽ tương tự các khoản tiền an sinh xã hội mà hàng vạn tỷ đồng trước đây. Trước đó thì theo báo Tiền Phong vào hôm 15 tháng 6, ước tính tại Sài Gòn có đến hơn nửa triệu người khó khăn và hàng ngàn hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam đang chọn ngân hàng lãi cao để gửi tiền quỹ à, vaccine. Một bản tin trên báo Phoenix Express vào hôm 25 tháng 6 cho rằng là hé lộ của Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam đang mời thầu 4 ngân hàng là Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV về việc gửi tiền nhàn rỗi từ quỹ vaccine ngừa Covid-19. Tiền nhàn rỗi Việt Nam được hiểu là có tiền dư, không xài đến và thường được người dân gửi ngân hàng hoặc là mua nhà đất để sinh lợi các ngân hàng nêu trên được um, giới chức của bộ tài chánh ưu ái nhắc tên vì có tính thanh khoản và an toàn cao theo báo này thì ngân hàng nào trả lãi suất cao hơn thì sẽ được quỹ ưu tiên gửi với kỳ hạn một tháng hoặc là 3 tháng Việt VN express cũng dẫn lời của ông nguyễn quang vinh giám đốc ban quản lý quỹ vaccine là nếu không có gì thay đổi tuần sau sẽ mở thầu và gửi tiền lại tại các ngân hàng thương mại Báo này cũng cho hay là tính đến thời điểm hiện tại thì quỹ nêu trên đã nhận được 7.594 tỷ đồng từ người dân và doanh nghiệp và đáng lưu ý là thoạt đầu chính phủ đặt mục tiêu quỹ là 400 triệu Mỹ Kim. Nhưng nay có thể vì những người dân góp tiền nhiều hơn dự kiến nên ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chánh kỳ vọng là số dư của quỹ sẽ đạt con số là 11.000 tỷ đồng. Việc Bộ Tài chánh dùng tiền quỹ từ vaccine, để gửi ngân hàng để kiếm lãi bị công luận chỉ trích là không lỗi vì đây là tiền đóng góp của người dân với mục đích duy nhất là mua vaccine trong lúc nguy cấp. Quay sang một tin khác ở tại Việt Nam, thì báo Việt Nam đưa tin nhỏ giọt về Nguyễn Duy Linh nhưng quyết dấu hình. Và hôm 26 tháng 6, một số báo Việt Nam tiếp tục hé lộ tình tiết trong vụ ông Nguyễn Duy Linh 50 tuổi là cựu phó tổng cục trưởng, tổng cục tình báo bị Bộ Công an cáo buộc là nhận hối lộ hàng triệu Mỹ Kim từ ông Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm. Khác với thông lệ đưa tin về bị can, những vụ án khác, thì các báo Việt Nam đến nay chưa từng đăng hình ảnh của ông Linh, người bị bắt và khởi tố từ hôm 16 tháng 6. Bên cạnh đó, thì truyền thông nhà nước cũng không dám hé lộ tình tiết ông Linh chính là con trai của Nguyễn Văn Hưởng, là cựu thiếu trưởng của Công an Cộng sản Việt Nam dưới thời của Nguyễn Thấn Dũng. Theo báo VN Express, thì trong vụ này, ông Linh đã nhờ ông Hồ Hữu Hòa, 37 tuổi, một thầy phong thủy làm trung gian nhận hối lộ nhiều lần từ ông Vũ, trong đó có ít nhất là một lần nhận 500.000 Mỹ Kim. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.